kính chào các bạn đã đến với kênh của Dr. Hoàng Cường. Đây là kênh của bác sĩ nội tiết ung thư Hoàng Cường, được lập ra để chia sẻ kiến thức đến các bạn học y nói riêng và các bạn quan tâm đến y học nói chung. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến kênh này thì cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh này trong số rất nhiều các kênh y học ngoài kia. Ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ đến các bạn một nhóm ung thư không gọi là quá hiếm gặp, tuy nhiên thì lại có một số đặc điểm cần quan tâm trong quá trình điều trị. Đó là nhóm bệnh lý lymphoma. Phần trình bày của mình thực hiện bằng tiếng Anh để có thể có nhiều bạn tiếp cận hơn. Mình cũng sẽ tiến hành chia bài chia sẻ này thành hai video riêng biệt. Video đầu tiên mình xin giới thiệu một cách tổng quan nhất về giải phẫu hạch và đi sâu vào nhóm bệnh lý không Hodgkin. Video thứ hai mình sẽ giới thiệu về phương pháp điều trị và làm rõ hơn về phương pháp điều trị bệnh lý lymphoma có tham nhũng thần kinh trung ương. Đầu tiên mình đi vào phần tổng quan. Trong cơ thể của chúng ta có hai nhóm cơ quan bạch huyết. Các cơ quan bạch huyết trung tâm bao gồm tủy xương và tuyến ức, tạo ra các tế bào lympho B và lympho T trưởng thành từ các tế bào nguồn gốc tủy xương và tế bào dòng tủy. Các tế bào lympho B và T này mang các kháng nguyên bề mặt đặc trưng cho từng dòng tế bào, có khả năng tạo ra và phản ứng miễn dịch khi tiếp xúc với các kháng nguyên ở cơ quan bạch huyết ngoại vi. Các cơ quan bạch huyết ngoại vi bao gồm bạch huyết, mô bạch huyết, niêm mạc, ví dụ như mảng Peyer ở ruột, là nơi kích hoạt biến đổi và tăng sản của các tế bào lympho B và T, tạo ra các đại thực bào, các tế bào tác động và tế bào chế nhân miễn dịch, tham gia vào quá trình miễn dịch của cơ thể, chống lại sự xâm nhập của các kháng nguyên lạ. Các hạch bạch huyết nằm dọc ở đường đi của mạch bạch huyết, chúng hình bầu dục, đường kính là khoảng 2-20mm, trung bình là khoảng 15mm. Các hạch bạch huyết thường tập hợp thành nhóm, nhận dẫn lưu bạch huyết từ một vùng trên cơ thể. Bao quanh hạch là một lớp vỏ sơ. Nhưng mô bạch huyết thì được chia thành 3 vùng: vùng vỏ, vùng cộng vỏ và vùng tủy. Vùng vỏ có các nang bạch huyết sơ cấp và các nang bạch huyết thứ cấp. Các nang bạch huyết sơ cấp được tạo thành từ các tế bào lympho B trưởng thành, nằm trong một mạng lưới các tế bào đuôi gai, các tế bào nhiều chân. Các tế bào đuôi gai có nguồn gốc từ tế bào trung mô, có chức năng là trình diễn kháng nguyên với tế bào lympho B. Các nang bạch huyết thứ cấp gồm một vành các tế bào lympho B nhỏ, hay gọi là tế bào lympho B trưởng thành, còn gọi là vùng biên, bao quanh một trung tâm mầm. Trung tâm mầm được hình thành khi có sự kích thích kháng nguyên, trong đó các tế bào lympho B trải qua giai đoạn thay đổi, phân chia để cuối cùng tạo ra các tế bào plasma, các tương bào và tế bào trí nhớ miễn dịch, tạo ra các kháng thể đặc hiệu có ái lực cao với các kháng nguyên lạ xâm nhập vào cơ thể. Đây là hình ảnh cấu trúc một nang bạch huyết thứ cấp, bao gồm trung tâm mầm với hai vùng, là vùng tối và vùng sáng. Ở độ phóng đại cao có thể phân biệt được nguyên tâm bào và tâm bào. Bệnh lý lymphoma được phát triển từ các tế bào miễn dịch là tế bào B và tế bào T. Nhóm bệnh lý này được phân chia thành hai nhóm lớn là Hodgkin và không Hodgkin. Dưới góc độ mô bệnh học, bệnh lý Hodgkin và không Hodgkin được phân biệt dựa trên sự xuất hiện của tế bào Ristenberg, hay còn gọi là tế bào mất cú, và cụm mô Ristenberg ở bệnh lý Hodgkin. Về mặt tiên lượng, bệnh lý Hodgkin cũng tiên lượng tốt hơn so với bệnh lý không Hodgkin, khi chủ yếu là tiến triển tại chỗ, ít di căn xa và đặc biệt là hầu như không có thâm nhiễm thần kinh trung ương. Trong khi đó, bệnh lý không Hodgkin lại tiến triển nhiều tại các vị trí ngoài hạch. Khoảng 10% những bệnh lý không Hodgkin khởi phát tại vị trí thần kinh trung ương và có thâm nhiễm thần kinh trung ương. Nhóm bệnh lý không Hodgkin cũng được phân chia theo nguồn gốc tế bào là tế bào B hay tế bào T. Nhóm nguồn gốc tế bào B lại có nhiều dưới tiếp tùy thuộc vào vị trí và tế bào B bắt đầu xuất hiện bất thường. Đây là hình ảnh so sánh tế bào Ristenberg và tế bào lympho bình thường dưới kính hiển vi. Tế bào Ristenberg còn được gọi là tế bào mô khuyết, là các tế bào khổng lồ. Chúng thường có nguồn gốc từ tế bào lympho B, được coi là tế bào lympho B tâm mầm tê liệt. Đặc điểm nổi bật của tế bào này là tế bào lớn, bào tương rộng, mắt màu nhạt và điểm nổi bật là có khoảng sáng trước nhân. Theo tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu Global Can 2020, bệnh lý không Hodgkin đứng thứ 12 về tỷ lệ mắc và đứng thứ 11 về tỷ lệ tử vong, với trên 540.000 ca mắc mới và gần 260.000 ca tử vong mỗi năm. Cũng theo Global Can, bệnh lý Hodgkin hiếm gặp hơn nhiều, chỉ xếp 26 về tỷ lệ mắc và 27 về tỷ lệ tử vong, với khoảng 83.000 ca mắc mới và 23.000 ca tử vong. Theo hướng dẫn điều trị của Hiệp hội Ung thư Nội khoa châu Âu ESMO, hóa chất vẫn là phác đồ điều trị đầu tay với bệnh lý lympho. BCOG và ABVD là hai phác đồ được lựa chọn cho Hodgkin, phác đồ CHOP và VCB được lựa chọn cho không Hodgkin. Có thể cân nhắc phối hợp với kháng thể đơn dòng rituximab cho các trường hợp bệnh nhân có dấu ấn CD20 dương tính. Phần thứ hai thì mình sẽ đi sâu hơn về bệnh lý không Hodgkin, vì nhóm bệnh lý này thường hay gặp hơn và có nhiều đặc điểm cần lưu tâm hơn trong quá trình điều trị. Trước tiên, nhóm bệnh lý này có nguồn gốc từ tế bào B và tế bào T và không có cụm mô Ristenberg. Hầu hết các bệnh lý không Hodgkin đều liên quan tới bất thường nhiễm sắc thể, bắt nguồn từ một tế bào duy nhất, với các tế bào tiếp theo mang đột biến giống hệt nhau. Như vậy, u lympho phát sinh ở giai đoạn biệt hóa khác nhau của tế bào B thì cũng sẽ cho ra hình thái khác nhau về mô bệnh học, tiên lượng và điều trị cũng khác nhau. Ví dụ, người ta phân biệt giữa u lympho tế bào B lớn lan tỏa
tế bào B đã hoạt hóa với u lympho tế bào B lớn lan tỏa tâm mầm và u lympho tế bào B trung thất nguyên phát cho phép lựa chọn các phương pháp điều trị khác nhau cho từng loại ung thư. Trong trường hợp của u lympho thể nang, khoảng 90% có sự chuyển bị nhiễm sắc thể. Thông qua giải mã bản đồ gen, hầu hết các bệnh nhân lymphoma đều có bất thường nhiễm sắc thể, đặc biệt là nhiễm sắc thể số 14. Thông qua việc chuyển vị với nhiễm sắc thể khác thì sẽ cho ra tiếp một bệnh học khác. Cụ thể ở đây, chuyển động với nhiễm sắc thể số 3 gây bệnh lý u lympho không Hodgkin, tế bào B lớn lan tỏa, chuyển động với nhiễm sắc thể số 8 gây u lympho Burkitt, chuyển đoạn với nhiễm sắc thể số 11 gây u lympho tế bào vỏ và chuyển động với nhiễm sắc thể số 18 gây u lympho thể nang. Trên sơ đồ này, ta có thể thấy nguồn gốc của các tế bào u lympho tế bào vỏ, u lympho thể nang, u lympho Burkitt và u lympho tế bào B lớn tỏa rộng thể tâm mầm được xuất phát từ vùng tối là nơi mà các nguyên tâm bào hoạt động mạnh, do đó mà độ mô hấp của nhóm bệnh lý này cũng cao hơn. Trong khi đó, u lympho Hodgkin, u lympho tế bào B trung thất nguyên phát, u lympho tế bào B tỏa rộng không tâm mầm xuất phát từ vùng sáng là nơi mà sản xuất ra các tế bào B nhớ và các tương bào. Ở đây, ta có thể thấy hầu hết các nhóm u lympho đều biểu hiện thiếu vắng dấu ấn TP53. Gen TP53 là gen mã hóa cho protein B53, là một protein ức chế sự phát triển khối u. Protein B53 ức chế khối u theo nhiều cách: điều hòa chu kỳ tế bào, khởi động quá trình chất tự nhiên apoptosis, sửa chữa ADN và ức chế tự tăng sinh mạch. Trong đó thì khởi động quá trình chất tự nhiên apoptosis và sửa chữa ADN là hai chức năng quan trọng nhất. U lympho tế bào T thì hiếm gặp hơn u lympho tế bào B. Sự phân bố các tuyến u lympho không Hodgkin cũng khác nhau ở độ tuổi khác nhau. Ở trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi, ba nhóm hay gặp là u lympho Burkitt, u nguyên bào lympho, u lympho tế bào B lớn tỏa rộng. Ở người trưởng thành thì u lympho tế bào B lớn tỏa rộng, u lympho thể nang và u lympho thể cộng biên là ba thể hay gặp. Phân giai đoạn của u lympho non Hodgkin dựa trên số lượng hạch tương quan vị trí của các nhóm hạch với cơ hoành và tình trạng di căn. Giai đoạn 1 gồm một nhóm hạch bệnh lý diễn tiến tại chỗ, giai đoạn 2 thì gồm hai hoặc nhiều hơn hai nhóm hạch nhưng ở cùng một phía cơ hoành. Giai đoạn 3 là gồm hai hoặc nhiều hơn hai nhóm hạch nhưng ở hai phía cơ hoành và có tình trạng di căn lách. Giai đoạn 4 là giai đoạn lan tràn, đã xuất hiện tình trạng di căn đa tạng. U lympho không Hodgkin cũng rất hay xâm lấn thần kinh trung ương, đặc biệt là nhóm bệnh nhân có suy giảm miễn dịch HIVS. Ngoài ra, bệnh lý không Hodgkin cũng có tỷ lệ xâm lấn xương và xâm lấn khung chậu nhiều hơn so với bệnh lý Hodgkin. Dưới góc độ điều trị, đứng trước một bệnh nhân u lympho không Hodgkin, đặc biệt là nhóm u lympho không Hodgkin thể ngoài hạch, ngoài việc phẫu thuật loại bỏ khối u thì hóa chất là phương pháp điều trị đầu tay bắt buộc. Việc phối hợp các kháng thể đơn dòng sẽ phụ thuộc vào tình trạng xét nghiệm cụ thể CD20. Hóa chất cũng khác nhau đôi chút giữa các nhóm mô bệnh. Với u lympho không Hodgkin tế bào B lớn tỏa rộng, ta có CHOP, EPOC, CHOP và SEP. U lympho thể nang ta có CHOP, VCB. Ngoài ra, do vẫn còn nhóm gen T53 nên nhóm u lympho thể nang được xem là nhóm có tiên lượng tốt, đặc biệt là bệnh nhân có dấu CD20 dương tính. Với u lympho tế bào vỏ, ngoài CHOP ta còn có RDHA, GNR hoặc là MaxiCHOP. Hiện nay đang phát triển hai phương pháp điều trị mới với u lympho là liệu pháp CAR T-cell và liệu pháp sử dụng tế bào NK. Liệu pháp CAR T-cell hay liệu pháp sử dụng tế bào T có kháng nguyên dạng khẳng là một liệu pháp mới. Tế bào T được thu nhận từ bệnh nhân, sau đó được biến đổi gen để tạo ra một thụ thể dạng khẳng để nhận diện và tấn công tế bào ung thư. CAR T-cell hoạt động bằng cách nhận diện một chất gắn kết hay là thụ thể trên bề mặt tế bào ung thư, sau đó tấn công chúng. CAR T-cell được tạo ra chủ yếu để tấn công một loại ung thư nhất định. Quá trình sản xuất và sử dụng trong đó có thể mất thời gian qua các bước bao gồm là thu thập tế bào T, biến đổi gen, truyền lại cho bệnh nhân. Điều này có thể kéo dài và phức tạp. CAR T-cell thường rất hiệu quả với một nhóm ung thư nhất định do được thiết kế để nhận diện một nhóm xác định. Tuy nhiên thì chúng có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm quá mỏng và tổn thương các tế bào bình thường. Thứ hai là liệu pháp NK. Tế bào NK là tế bào giết tự nhiên, là tế bào có sẵn trong cơ thể, không cần thay đổi gen. Tế bào NK có khả năng nhận diện và tiêu diệt các tế bào ung thư một cách tự nhiên. Tế bào NK hoạt động bằng cách nhận diện các đặc điểm của tế bào ung thư, chẳng hạn như sự thay đổi trong màng tế bào hoặc sự thiếu hụt các phân tử chấp nhận. Tế bào NK có thể tấn công nhiều loại ung thư cùng lúc. Tế bào NK có thể thu thập từ chính bệnh nhân hoặc nguồn gốc hiến tặng và quá trình điều trị tương đối đơn giản và nhanh chóng hơn so với liệu pháp CAR T-cell. Tế bào NK có thể có hiệu quả trong việc tiêu diệt một loại các tế bào ung thư và nhiều loại ung thư mà không cần sửa đổi gen. Tác dụng phụ của liệu pháp tế bào NK nhìn chung là ít hơn so với liệu pháp CAR T-cell. Sau đây mình xin phép được đưa ra một kết luận nhỏ. Lymphoma là bệnh lý ác tính tiến triển ở vùng hạch bạch huyết, có nguồn gốc từ tế bào B và tế bào T, bất thường về nhiễm sắc thể là nguyên nhân chính gây ra bệnh lý lymphoma. Lymphoma gồm hai nhóm,
Hodgkin mà không Hodgkin. Bệnh lý không Hodgkin phổ biến hơn và có tiên lượng xấu hơn. Bác trị là phương pháp điều trị chính cho bệnh lý lymphoma, liệu pháp CAR T-cell và liệu pháp tế bào NK là hai liệu pháp mới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kết quả khả quan. Vậy là mình đã đi xong phần chia sẻ đầu tiên, tổng quan về bệnh lý lymphoma, đi sâu vào một chút về bệnh lý không Hodgkin. Mong các bạn góp ý những phần mình chưa được hoàn thiện. Đây là kênh mình lập ra nhằm chia sẻ và trao đổi kiến thức. Mỗi lượt like, share và subscribe của các bạn thật sự tạo động lực cho mình rất nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video thứ hai về lymphoma. Mình sẽ chia sẻ thêm về phương pháp điều trị lymphoma có thâm nhiễm thần kinh trung ương. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều.